các bạn sẽ tưởng như vậy nè, hồi hồi chưa được đi với ca sĩ, xong đứng bên cạnh ca sĩ, xong người ta đi đâu, xong rồi người ta nói chuyện với mình, xong người ta có thể mình có thể đứng đó kêu trời cho xin chữ ký cho ba má cho anh chị, hoặc là trời cho xin chụp tấm hình được không. Anh Nhân xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Mon. Vlog ngày hôm nay sẽ là một cái vlog mình muốn chia sẻ cho các mọi người về chuyện học tiếng Hàn, cũng như là sự so sánh chút xíu giữa tiếng Hàn và tiếng Anh. Không những thế thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người một số câu chuyện về thông dịch là cái ngành nghề như thế nào, và đặc biệt là cái sự khác biệt giữa thông dịch cho idol, các nghệ sĩ Hàn Quốc ấy, nó khác nhau với cái việc thông dịch bình thường là như thế nào. Qua vlog ngày hôm nay mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc mà mọi người đã luôn rất là tò mò bấy lâu nay, đúng không? Ok, let's go. Giữa tiếng Hàn và tiếng Anh á, thì các bạn hỏi cái ngôn ngữ nào khó hơn? Đối với mình á, mình cảm giác như là tiếng Anh là một cái gì đó mà lúc mình học á, sự lũng đoạn trong cái việc học tiếng Anh, các bạn cũng biết rồi đó. Kiểu như là mỗi năm sẽ có một giáo viên khác dạy các bạn. Và đặc biệt là cái chương trình học á, của tụi mình, đặc biệt là những trường mà thuộc gọi là những cái trường mà vùng núi sâu xa, không phải sâu xa, gọi là những trường mà tỉnh lẻ đó, thì các thầy cô sẽ dạy đa số kiểu như là dạy cho theo kịp giáo án, với lại là dạy cho các bạn để có mà có khả năng các bạn đi thi thôi. Chứ thường thì các bạn sẽ không có được tập trung vào những cái kỹ năng giao tiếp hay là những cái kỹ năng tiếng Anh nâng cao để cho các bạn có thể áp dụng cái tiếng Anh vào cuộc sống thường ngày. Thì đương nhiên là những cái kiến thức mà nếu mà mình học đầy đủ trong vòng 12 năm á, thì mình nghĩ là có thể đủ để các bạn dùng để các bạn áp dụng nó vào cuộc sống thường ngày. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi đó, cái môi trường học tiếng Anh của tụi mình ở Việt Nam ấy, kiểu như là hồi học cho lấy điểm đồ này nọ thôi. Nhưng mà qua một cái đó thì mình mới nhận thấy một điều rằng là học tiếng Hàn nó lại dễ hơn tiếng Anh rất rất là nhiều các bạn. Ví dụ như là khi các bạn đã trưởng thành rồi, các bạn muốn học lại tiếng Anh á, thì kiểu như là cái cảm giác của các bạn sẽ bị lũng đoạn. Các bạn biết một chút về cái chỗ này, biết một chút về cái chỗ kia, nhưng mà lại quên mất cái phần này như thế nào. Hay là có những cái ngữ pháp, hay là những cái thì, hay là những cái cấu trúc gì đó mà mình quên mất tiêu. Và đa số mà khi các bạn bị lũng như vậy, thì các bạn học một cái chương trình chính quy á, ở trên trường á, thì đương nhiên ta sẽ dạy nguyên một khúc rồi, nguyên một bài cho các bạn. Thì trong cái bài đó lại có những phần bạn biết rồi và những phần bạn lại không biết, cho nên nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy rất rất là nản. Nhưng mà đối với tiếng Hàn thì khác, tiếng Hàn khác là khác như thế nào? Các bạn cũng biết rồi đó, nếu mà các bạn học tiếng Hàn á, thì người ta sẽ dạy cho các bạn ngay từ đầu. Và các bạn học theo cái năng lực, cái sở thích của các bạn, nghĩa là sao các bạn muốn học lên chừng nào thì các bạn lên đúng chừng đó. Và nói chung là các bạn sẽ học cái kiến thức mà từ như một đứa bé sơ sinh vậy đó, các bạn sẽ học lên. Và các bạn sẽ không bị cái trường hợp như là tiếng Anh các bạn bị lũng chỗ này chỗ nọ. Cho nên là các bạn sẽ cảm thấy là ờ đúng rồi đó, mình có thể học thêm được nhiều hơn nữa. Và các bạn sẽ cảm thấy là cái nền tảng tiếng Hàn nó sẽ vững chắc và nó đơn giản hơn rất nhiều nếu so với cái việc học tiếng Anh. Cái lý do tiếp theo là các bạn hỏi mình tại sao mình lại thích học tiếng Hàn, đúng không? Thì thực sự điều đầu tiên mình rất là tâm đắc đó chính là cái giọng con trai Hàn Quốc á các bạn ơi, nghe rất rất là ấm luôn và cực kỳ ấm. Và mình khi mình nghe nhạc hay là coi phim á, thì mình cảm thấy là mình muốn được cái giọng như người ta. Tại vì sao? Cái giọng của Việt Nam tụi mình, đặc biệt là cái giọng mình đang nói cho các bạn nghe đây, nó không có hề ấm như là mình mong muốn. Và kiểu như là cái tông của nó bị kiểu như là nó cao cao quá, nên là khi mà mình nói chuyện cái giọng mình chủ yếu là nghe con nít nhiều hơn là so với cái tông mà mình nói tiếng Hàn. Và đặc biệt là khi mình nói tiếng Hàn ấy, thì cái tông mình sẽ cố gắng hạ trầm xuống chút xíu, nghe cho nó rất là đờ ôn như thế này đây. Nên đó là khi mình nói tiếng Việt á, mình cảm thấy là cái giọng mình nó rất là yếu đuối và kiểu như là rất là bánh bèo các bạn. Đặc biệt á là mấy đứa bé mà bắt đầu cái vào cái lúc trung học ấy, thì các bạn thấy mặc dù nó chưa dậy thì nhưng mà cái giọng tụi nó rất là nghe rất là đã và nó rất là ấm ấm, nghe nó đàn ông như thế nào đó, mặc dù nó rất còn nhỏ. Nhưng mà mình thấy là nhỏ thì nhỏ, em đến khi mà khoảng 20 mấy 30 mấy tuổi thôi là cái giọng con trai Quốc vậy là chuẩn rồi. Làm ơn đừng có lên khoảng 40 mấy 50 mấy nữa, khi mà đến giọng mà kiểu như là mấy ông già rồi đó các bạn, thì nghe nó rất là mệt luôn. Nếu các bạn ở Hàn Quốc các bạn cũng biết thẳng cái điều đó, là cái giọng của những ông già bên này nói chuyện nghe rất rất là mệt. Cho nên là mình không thích cái giọng của những người già, mà mình chỉ thích giọng cho Hàn Quốc khi mà người ta còn trẻ thôi. Chắc là cũng sẽ có nhiều bạn cũng biết rằng là mình đang học một cái ngành, đó chính là ngành ngôn ngữ và văn học Anh. Thì các bạn sẽ hỏi là tại sao mình lại học ngành này. Lúc đầu mình nghĩ như vậy nè, nếu mà mình của Hàn Quốc á, mình biết một chút tiếng Hàn rồi, xong qua đây mình lại học thêm tiếng Hàn thì nó uổng quá. Mà mình lại muốn học biết thêm một chút tiếng Anh để mà có thể giao tiếp hoặc là coi phim còn súp đấy. Thì thật sự là mình với một cái suy nghĩ như vậy cho nên mình đã học cái ngành này ở Hàn Quốc. Nhưng mà thật sự mình khuyên các bạn là cái đây là một cái lựa chọn rất là sai lầm của mình. Khi mà mình học cái ngành này ở Hàn Quốc á, thì cái tỷ lệ mà mình có thể sử dụng tiếng Anh á, nó chỉ chiếm khoảng 10% thôi. Và đa số là 90% còn lại các bạn sẽ được nghe giảng bằng tiếng Hàn và đọc những cái tác phẩm văn học rồi này nọ đấy. Giáo sư sẽ cho các bạn dịch qua bản dịch hết.
Cho nên là thực sự rất là khó và mình cảm thấy là mình không được giao tiếp với người Tây nhiều, cho nên là cái khả năng tiếng Anh của mình nó càng ngày nó càng tệ đi. Và đặc biệt là cái môi trường ở Hàn Quốc thì các bạn sẽ giao tiếp với người Hàn chủ yếu hơn, cho nên là việc dùng tiếng Anh thì nó cũng thực sự rất là khó. Nên là dạo này tiếng Anh mình bắt đầu nó quên quên dần mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Và thực sự mình thấy mình rất là nản với cái ngành này, nhưng mà biết sao được, mình phải cố gắng để tốt nghiệp thôi. Thì mấy bạn cũng biết ở đó mình thì vẫn đi học đi làm, cho nên là cái việc mà đi học thêm tiếng ở ngoài trung tâm thì nó thật sự rất là khó, cho nên là mình rất là thích cái việc học ở nhà. Và học ở nhà như vậy thì mình muốn gọi là cái giao tiếp với một người Tây nào đó, thì đương nhiên là mình đã tìm hiểu trên mạng rất là nhiều, có rất là nhiều cái app để các bạn có thể sử dụng. Thì trong đó có một cái app tên là App Cambly, là app này chuyên để các bạn có thể giao tiếp tiếng Anh với người bản xứ 1 cộng 1 đó các bạn. Nghĩa là sao? Học tiếng thì đương nhiên là mình sẽ phải học rất nhiều cái khác, như là ngữ pháp, nghe đọc nói này nọ. Nhưng mà cái việc mà giao tiếp nói chuyện với người nước ngoài đó thì nó thật sự là một cái phần rất là quan trọng để các bạn có thể cải thiện khả năng tiếng Anh của các bạn. Và mình thì mình không muốn học tiếng Anh học qua những người như Philippines hay là những người mà Indonesia rồi này nọ đó, thì nên là mình muốn học với những người nằm ở những cái nước như là nước người ta chuyên sử dụng tiếng Anh là chính ấy. Để làm như vậy thì cái việc học tiếng Anh mình nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, và cái phát âm của mình sẽ đương nhiên nó sẽ chuẩn hơn một chút xíu so với những cái nước còn lại. Và đặc biệt là những cái chương trình học như thế này á, thì các bạn có thể chọn tùy vào cái level, nghĩa là cái cấp độ các bạn, khả năng tiếng Anh của bạn đến đâu thì các bạn có thể chọn những giáo viên và người ta sẽ điều chỉnh cái phù hợp cái nội dung hội thoại cho các bạn dễ hơn. Và khi mình sử dụng cái app này mình cảm thấy rất là hay, cho nên là mình đã quen một cái chị trong cái công ty này, nên là mình đã nhắn với chị. Nói chung là chị rất là thân thiết với mình, cho nên là mình muốn là xài thử một một hai buổi, nói chung là khoảng mấy tuần ấy. Nên là khi mình nhờ như vậy đương nhiên chị ấy cũng đồng ý rồi, nhưng mà vấn đề là chị ấy muốn mình chia sẻ cho các bạn rộng rãi hơn, cho nên là qua vlog này mình hy vọng mình có thể chia sẻ được cho mọi người nhiều hơn một chút xíu nha. Do you know what it is? You don't know it? Okay. This is silver button. This light, if you present it to my channel for passing 1,100 subscribers. This is it. Right? Maybe you have it one day people want to see something crazy. Yes, but I don't like it. It's just Me either. I yes. don't, you know, I don't want to do stuff just for that. I wanted to have a good show that has good information. That's fun. Yes, But nothing, you know, stupid. But you know, I think you have a lot of subscribers because you're good looking. Cái việc mà học tiếng Hàn ấy thì các bạn sẽ hỏi rằng là anh ơi học tiếng Hàn thì bao lâu thì giỏi. Theo mình nhận thấy ấy, thì học tiếng Hàn nếu các bạn muốn mà giao tiếp kiểu bình thường mà xin chào tạm biệt, hay là kiểu mà hôm nay ăn cái gì, hôm nay là cảm thấy như thế nào, hôm nay đã làm cái gì, hay là nói chuyện những cái chuyện rất là bình thường đơn giản trong cuộc sống hàng ngày á, mà không cần quá rắc rối phức tạp, thì mình nghĩ chỉ khoảng 1 năm thôi, nhưng mà trong 1 năm đó các bạn học đều, học nhiều buổi ấy, thì các bạn mới có thể thành công được. Còn nếu các bạn muốn lên những cái cao hơn nữa như là đi thông dịch hoặc đồ này nọ thì đương nhiên cái đó các bạn phải đầu tư rất là nhiều. Và đối với cái trình độ mà có thể đi thông dịch, mà thông dịch kiểu cũng không có khó lắm ấy, thì mình nghĩ là khoảng 3 năm. Còn đối với việc mà các bạn muốn thông dịch cho những cái hội nghị cao cấp hay là dịch cho những cái sự kiện mà rất là đông người, rồi các bạn đứng các bạn dịch mà những chương trình phức tạp đồ này nọ, thì cái đó tùy vào cái khả năng của các bạn phải trau dồi kiến thức rất là nhiều. Và trình độ mà cỡ như vậy thì mình nghĩ cũng khoảng 4 đến 5 năm hoặc là 6 năm có khi, nó đó tùy vào năng lực của mỗi người. Cho nên đó là các bạn phải suy nghĩ thiệt là kỹ về cái việc học tiếng Hàn. Bởi vì sao? Cái tiếng Hàn á, học từ lúc đầu á, thì các bạn cảm thấy rất là vui, rất là thích thú và cực kỳ thích thú luôn. Những cái năm đầu tiên các bạn thấy trời ơi sao tiếng Hàn lại có nhiều cái hay đến như vậy luôn. Nhưng mà qua được cái khoảng thời gian đó rồi thì các bạn sẽ đến một cái mốc gọi là cái mốc bão hòa tiếng Hàn. Cái lúc này á, nghĩa là lúc mà các bạn sẽ cảm thấy như là ôi học hoài mà thấy sao nhiều quá vậy, học hoài mà thấy nó có nhiều đó mà thấy mình cũng không giỏi được tí nào. Cho nên mình cảm thấy cái việc học tiếng Hàn á
30% đó là cái tư duy, cái năng lực, cái sự thông minh của các bạn. Nhưng mà 70% còn lại đó, cái đó chính là cái sự chăm chỉ cần cù và kiên nhẫn của các bạn thì các bạn mới thành công được. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một chút xíu về cái việc mà các bạn bắt đầu học tiếng Hàn như thế nào. Các bạn ạ, à, trước khi các bạn đăng ký một cái chương trình đi học tiếng Hàn ra một cái trung tâm nào đó, việc quan trọng và đầu tiên nhất của mọi người đó chính là phải dành ít nhất 2 tuần. 2 tuần để các bạn có thể chuẩn bị những cái cần thiết để các bạn học tiếng Hàn. Thứ nhất đó chính là các bạn chuẩn bị bút sách vở đầy đủ cho đàng hoàng tử tế vào. Và các bạn lấy điện thoại ra, lên YouTube gõ ra bảng chữ cái tiếng Hàn hoặc là tiếng Hàn sơ cấp này nọ đấy. Rất rất là nhiều cái người ta dạy cho các bạn. Thì mình khuyên các bạn học đến khoảng 10 bài đầu đi trên mạng. Có thể là 10 bài đầu đó các bạn không cần phải giỏi, nhưng mà các bạn phải biết và các bạn phải hiểu hết toàn bộ những cái đó, và các bạn phải thuộc lòng hết những cái đó. Khi mà các bạn cảm thấy là mình đọc được rồi, ok hết rồi, biết một chút ngữ pháp căn bản rồi, thì với những cái kiến thức như vậy đó, thì khi các bạn vào học những cái trung tâm hoặc là những cái khóa học mà các bạn mong muốn đấy, thì mình cảm thấy nó sẽ là một cái gì đó, một cái nền tảng rất rất là vững chắc cho các bạn, để các bạn có thể dễ dàng hiểu hơn và dễ dàng mà tiếp thu bài được hơn. Tại vì sao các bạn biết không, thầy cô dạy tiếng Hàn á, thường thì dạo này người ta rất rất là ngán cái việc dạy bạn chữ cái a ka na ta da ma pa sa những cái như vậy, thì bắt đầu những thầy cô người ta sẽ cảm thấy nên dạy qua la qua thôi để học sinh có thể về nhà và tự có thể tìm hiểu được. Nhưng mà mình cảm thấy là rất rất là khó để mà học sinh có thể tiếp thu được cái bảng chữ cái đó trong vòng một tuần các bạn ơi. Nên chuẩn bị một xíu như vậy trước khi các bạn bắt đầu học ở trung tâm. Và các bạn nhớ nè, việc quan trọng nhất của học tiếng Hàn đó chính là các bạn nên có một cái kiến thức căn bản thực là vững chắc. Như là các bạn phải biết hết những cái ngữ pháp căn bản nhất, cơ bản nhất, rồi nghe đọc nói hoặc là phát âm. Có thể phát âm các bạn lúc đầu các bạn chưa được giỏi, các bạn chưa được xuất sắc lắm, cũng như mình coi thử những cái clip mà mình quay khoảng một năm rồi đó, 2-3 năm mình học tiếng Hàn, cái phát âm của mình rất là tệ. Bây giờ mặc dù nó cũng không phải là gọi là gì xuất sắc lắm, nhưng mà mình cảm thấy là những cái mà việc mà các bạn muốn chỉnh phát âm ngay từ những ngày đầu thì thật sự rất là khó, cho nên các bạn chỉ cần nhớ là cái chữ đó đọc như thế nào là được rồi. Và cuối cùng chính là các bạn nên chuẩn bị một quyển sách, không phải quyển sách, gọi là một quyển vở đó, các bạn chép những cái mà căn bản nhất như là những cái ngữ pháp căn bản vào trong quyển sách đó, để mỗi khi mà các bạn có thể lực ra các bạn biết à cái ngữ pháp này mình đã chép rồi nè, mình có thể nhớ được cái này nè, cái này nó đơn giản thôi mà đâu có gì khó khăn đâu. Bởi vì khi các bạn làm như vậy đó thì các bạn đã có một cái nền tảng rất là vững chắc rồi, và khi mà có một cái nền tảng như vậy thì các bạn đi học càng lên cao nó sẽ càng dễ hơn so với việc mà các bạn lúc đầu mới vào học các bạn kêu thôi mấy cái này chắc đơn giản lắm, mấy ngày sau mắt thầy cô sẽ dạy lại ngay đấy. Mà khi mà các bạn làm như vậy thì dần dần các bạn sẽ bị lủng củng cái nền tảng của các bạn, và đến khi các bạn học lên trên chút nữa thì mình khuyên các bạn không nên học nữa, tại vì lên học lên nữa lên cao nữa các bạn sẽ không có thể tiếp thu được bài đâu. Đối với cái việc thông dịch thì các bạn sẽ nghĩ đơn giản như thế này, đó chính là có hai người ta một người sẽ nói tiếng Hàn, một người sẽ nói tiếng Việt, mình ngồi giữa, người tiếng Hàn nói bên mình sẽ ngồi nói lại tiếng Việt, và người tiếng Việt nói với mình thì mình lại nói bằng tiếng Hàn. Nói chung thì cái việc như vậy thì nó cũng nghe rất là đơn giản, nhưng mà thực tế không phải lúc nào cũng như vậy đâu các bạn ơi. Đôi khi dịch á thì các bạn dịch ở những cái việc như là văn phòng hoặc là những cái nơi mà các bạn không cần phải di chuyển nhiều á, nó rất là khỏe. Nhưng mà có một số trường hợp các bạn phải đi dịch cho những cái hội nghị hoặc là những cái triển lãm hoặc là những cái gọi là cái kiến học ấy, nghĩa là các bạn phải đi với thầy cô hoặc là đi với những cái người mà người ta đi học qua một cái cơ sở dịch vụ hay là một cái trung tâm nào đó của một Hàn Quốc ấy, thì mình phải đi với họ liên tục cả ngày luôn, và đi như vậy cho đi như một con trâu con bò luôn, rất rất là mệt. Mệt không phải là mệt miệng nữa, mà lúc đó mệt cả nguyên cái người, các bạn phải di chuyển rất là nhiều, các bạn phải tập trung cả ngày trời đó nha các bạn, để các bạn có thể nghe hiểu được người ta nói và truyền đạt lại cho cái người nào muốn nghe. Và đặc biệt á, cái ngành này nha các bạn nha, là sáng trưa chiều tối. Nói vậy thì hơi quá, nhưng mà mưa hay nắng hay là ngày đó cả bạn tới tháng, hoặc là ngày đó bạn buồn, ngày đó bạn thất tình, ngày đó bạn có đám giỗ đám tang hay là cái gì đó các bạn buồn đi chăng nữa, thì các bạn cũng phải tập trung và lúc nào cũng phải tỏ ra là mình ổn để mình có thể dịch. Có một cái chuyện mà cũng rất là vui, và đặc biệt là những bạn mà nào đã từng làm thông dịch thì các bạn cũng biết, chính là đi dịch ăn. Đi dịch ăn là một cái rất là hãm các bạn ơi. Thật sự là như thế này, các bạn sẽ được người ta rủ đi ăn, và người ta kêu là lúc mà tụi tao đi ăn vậy tao sẽ nói những cái cuộc nói chuyện đơn giản, mày ngồi mày nói chuyện mình dịch giúp cho tao nha. Nghe thì đơn giản như vậy đó các bạn biết không, rất rất là hãm. Cái này mình không bao giờ mình thích đi dịch ăn bao giờ đó,
Bởi vì sao? Đây là cái bàn bằng ăn nha. Thường thì mình thống dịch mình ngồi ở giữa hoặc là mình ngồi kế bên cạnh một người nào đó. Thì hai người người ta ngồi như thế này, các bạn thấy đúng không? Đây là cái bàn ăn, món ăn quá chừng ở đó luôn. Sẽ có một người hàng người ta nói: "Hôm nay như thế nào đó." Xong mình nghe như vậy xong đúng không? Mình quay lại mình nói tiếng Việt cho người Việt nghe. Thì trong lúc mình dịch lại tiếng Việt cho người Việt nghe đó các bạn, thì cái ông người hàng bên này, ông ngồi ông ăn, đúng không? Ông ngồi ông ăn thì vì ông đâu cần phải nói nữa đâu. Thì nói cho ông người Việt, nói cho người Việt xong, ông người Việt nghe xong rồi ông người Việt nói một tràng tiếng Việt lại để mình dịch qua ông người Hàn á. Thì mình nghe xong, mình quay qua mình dịch tiếng Hàn. Ông người Việt ổng rảnh, ổng ngồi ổng ăn. Ăn ăn ăn. Quay lại ông tiếng Hàn. Ông tiếng Hàn nói tiếng Hàn xong, mình lại quay sang mình nói tiếng Việt thì ông nó lại ngồi ăn tiếp. Thế là cái thằng phong dịch thằng như thế nào? Cái thằng chỉ được việc ngồi trong cái bàn ăn, mang tiếng là ngồi đi ăn chung, nhưng mà chỉ được ngồi bàn ăn, và muốn ăn thì thực sự rất là khó. Tại vì sao? Các bạn không thể nào, các bạn đang người ta đang nói chuyện như vậy, bạn ngồi đợi tôi tí xíu nha, để xíu tôi ngồi ta ăn xong này một xíu, ăn một miếng thôi xong rồi tôi dịch cho cái câu đó, thì không có được. Và cái câu chuyện cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là đi dịch cho các idol hoặc là các nghệ sĩ, ca sĩ Hàn Quốc á. Các bạn sẽ tưởng như vậy nè: "Hồi ôi, chưa được đi với ca sĩ, xong đứng bên cạnh ca sĩ, xong người ta đi đâu, xong rồi người ta nói chuyện với mình, xong người ta có thể, mình có thể đứng đó kêu trời cho xin chữ ký cho ba má, cho anh chị, hoặc là trời cho xin chụp tấm hình được không?" Thực sự những cái như vậy rất là khó, và đặc biệt là những cái idol mà những cái nghệ sĩ người ta càng nổi tiếng thì có một cái quả đội ngũ quản lý theo á, người ta làm còn ghê hơn vậy nữa, đặc biệt là có vệ sĩ rất rất là ghê gớm. Tại sao mình nói là ghê gớm như vậy? Khi mình đã làm thông dịch cho nghệ sĩ đó các bạn, mình chỉ giống như là một cái cục đá bên cạnh những cái ngôi sao thôi, bởi vì mình không được phép mà nói chuyện thoải mái với nghệ sĩ đâu. Mình không được phép mà ngồi đó xin chữ ký, và đặc biệt là cái việc mà xin một tấm hình với nghệ sĩ thì cũng thật sự hơi khó đó. Nếu mà các bạn gặp những cái nghệ sĩ mà nổi tiếng mà gặp mấy cái người quản lý khó tính nữa thì thật sự rất là khó với cái việc mà các bạn muốn xin chụp một tấm hình với họ. Còn những cái thời gian còn lại, các bạn cảm giác như mình là một cái người nào đó mà có sự hiện diện của mình nhưng mà không ai thèm quan tâm các bạn hết. Nhưng mà nói gì thì nói, thì nếu mà các bạn đã có cái quyết tâm là mình muốn làm thông dịch để sau này lỡ mà idol của mình có về Việt Nam á, thì mình cũng khuyên các bạn là hãy chăm chỉ học tiếng Hàn ngay từ bây giờ. Và những cái lời khuyên của mình thì thực sự nó rất rất là quan trọng trong cái việc học tiếng Hàn của các bạn đó nha. Và vlog ngày hôm nay á, thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người rất là nhiều thứ nữa, nhưng mà thực sự thì thời lượng vlog nó cũng không có nên dài quá, cho nên là vlog ngày hôm nay đến đây là thôi nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, tại vì bây giờ ở Hàn Quốc bây giờ là 3 giờ sáng rồi đó, 4 giờ sáng rồi đó. Mình đang quay vlog cho các bạn xem đó. Bye bye.